tệ ơi. Ăn. Có à. Nhiều không mày? Mày nấp cho ăn kìa. Hồi đó ba hứa sáng vô chở uống cà phê là đâu rồi? Ngủ rồi. Ngủ rồi. Đi ở cho ăn. Đi dịch ăn. Rồi gắp mì ăn đi. Ăn nữa không? Không thôi là được đi đám cưới rồi. Uống. Tại mẹ mày uống chị. Tóc mà không thèm trả đâu nữa. Cái đầu cột rồi chưa có ấy đó. Sáng ngủ dậy thì đi cho gà cho dịch ăn rồi. Mì. Ừ. Bà nội đâu xu, chú Tư đâu xu. Mình nội đi đâu? Mình đám cưới rồi, chú Tư đi chơi rồi. Đi chơi chú Hoàng. Ừ, làm đi. Đi chơi rồi. Chú Hoàng. Hoàng. Chú Hoàng con mà chính viên á. Hôm qua ba nó chở rồi bánh là chiều ba chở gì à? Ôi ơi, cung gì cũng được có bánh chơi rồi. Ừ. Ủa là bữa nay đãi rồi, bữa nay mới đưa dâu. Bữa nay đưa dâu nè. Vàng mâm sẵn rồi mẹ con nó uống thúi ở nhà. Mẹ con ở nhà. Mẹ con ở nhà. Mẹ con uống thúi chi mẹ con ở nhà. Con cũng bị ở nhà theo luôn. Làm tóc đẹp chứ. Ê nhìn nó rồi bảy. Đầu tóc bơm sơm. Không, tao đi dũi tóc cho đẹp, tao đi ăn đám cưới không được. Ở nhà uống rồi. Không chảy đầu gì chứ. Dạ. Sáng ngủ dậy cho gà cho dịch ăn mãi rồi vô rồi đó bụng ăn mì luôn à. Tóc đẹp. Chấm mắt mà không hất tóc lên xu. Để hồi nó hất. Chấm mắt rồi. Bữa nay biết cầm đũa đỡ quá chứ. Rồi cầm đũa thành điệu luôn á, tay trái lại phải thì cầm được chứ. Rồi gấp ăn đi con. Thôi cầm tay phải đi con. Ừ, cầm tay đó gấp ăn. Đây nè. Thả miệng ra. Ừ. Rồi ầm đi, không miệng chút. Hay quá ta. Hay quá ta. Tí mẹ mẹ. Hồi nãy mẹ ơi, con bối nó gặm trứng vịt kìa mẹ ơi, con không thấy mà nó la làng. Dạ. Con bối nó gặm trứng vịt kìa mẹ ơi. Nó con giờ mà con thấy trứng vịt trong cái họng nó. Con dí theo. Mẹ ơi, con bối nó gặm trứng vịt kìa mẹ ơi. Con bối kìa cho bá rồi. Bối kìa. Con bối nó kỳ cục dữ lắm nha. Quýnh đầu nghe bói. Con gặm kìa bối. Bối kỳ cục quá. Bối kìa cho bá rồi. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bố chị chụp bó bói. Chị chụp bó bói. Ai mua dây chuyền cho Xu? Mẹ mua. Chuyền lắc mà đủ thứ với anh ta. Còn nhẫn chưa có. Con mua cho mẹ ấy. Con làm cái ti. Con làm cái ti. Cái ti. Cây. Mua nhẫn đi nha, kêu mẹ mua nhẫn đi nha. Mẹ muốn mua nhẫn cho chồng. À, mua nhẫn đeo đây nè, con tay gì nè. Hả? Ủa gì đó. Kêu mẹ mua có nhẫn tiền không? Ừ, không có tiền. Không có tiền. Rồi tiền đâu mua. Bà sáng ăn mì. Bà sáng ăn mì không? Không. Bà sáng ăn mì không? Su mời nè. Chừng nào bà nội về xu? Chừng nào bà nội về? Không biết. Nội về gì nữa là nó hỏi hoài đó. Bà nội đâu? Bà nội đâu? Hỏi ngược lại nó lại trả lời nha. Bà nội đâu? Bà nội đâu xu? Bà nội rồi. Mày chỉ dặn. Bà nội rồi. Mày ơi, ông chơi rồi. Hỏi nó hỏi ngược lại, trả lời cho nghe. Chơi ông đi. Chú Tư Lùng cũng đi đâu luôn. Chú Tư Lùng đi chơi rồi. Ba chạy em. Ba Lùng đi xe đò hả? Ba nó chở đó. Bà hai. Bà hai đi xe buýt. Gì
ba chở xu với con Hùng. Đem con gà qua bển cho anh Đạt con gì ba đó. Mà bản thân mình nó ngủ giấc là ba cả nó về về tới nhà 6-7 giờ. Lên quần jean, mặc áo thun, mang đôi giày đát rồi ngày với vợ và giày ba ta. Ba giày mới đám cưới Thảo đó mang đó. Ba ta hả Su? Bịt khẩu trang rồi nón lên. Ba ta hả Su? Ba ta đó cô bà. Ai mua Su? Ai mua giày? Của dì Út cho. Dì Út Thủy. Út Thủy mua cho. Dì Út Thủy cho Su. Con đứa cháu mà con gái rồi. Thằng Biêu, thằng Biêu cái bà ngoại. Đâu đây? Con đi đâu? Đâu à? Ăn mì xong chưa? Mì xong chưa? Ăn mì xong chưa? Qua đây Su. Rồi dép đâu? Dép đâu? Chị Su. Dép bảo. Dép đâu? Mang dép vô. Bánh mang dép vô. Mang dép vô Su. Mang dép vô. Đây đây. Đi về mang dép đây. Đây đây. Đi 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 đi. Đây đây. Xạo kìa. Xạo kìa. Xạo kìa. Đến đây.